Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai và Yên Bái trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài cho đến hết ngày hôm nay. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10 cho đến 13 độ và khu vực vùng núi phía Bắc là từ 7 cho đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13 cho đến 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phía Bắc là từ 12, 13 cho đến 20 độ và phía Nam sẽ là từ 16 cho đến 23 độ. Thời tiết nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Bắc cho đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3 trời rét. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, riêng phía Nam là cấp 4, cấp 5. Và nhiệt độ sẽ dao động trong ngưỡng từ 22 cho đến 29 độ, phía Nam là từ 29 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cho đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 cho đến 32 độ. Cảnh báo đêm nay thì khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Ninh Thuận cho đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét biển động. Từ ngày mai thì gió trên các vùng biển này có xu hướng giảm dần. Ngành công nghiệp nuôi tôm trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phát triển rất nhanh chóng. Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất, mức độ thâm canh hàng hóa ngày càng cao đã dẫn đến sự xuất hiện ngày càng nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Trong đó thì phải kể đến bệnh Taura, bệnh do virus gây ra. Tôm thẻ chân trắng nhiễm bệnh có màu đỏ nhạt, đặc biệt là phần đuôi. Ngoài ra thì tôm còn có dấu hiệu khác như là mềm vỏ và ruột rỗng. Để phòng bệnh, bà con cần phải lưu ý, cải tạo và sát trùng ao nuôi cẩn thận trước khi thả tôm, sên vét và sát trùng đáy ao, phơi nắng đáy ao với vôi, xử lý diệt khuẩn nguồn nước cấp vào ao, lọc qua lưới lọc cẩn thận. Loại bỏ các vật chủ trung gian truyền bệnh như là các loài giáp xác, nhuyễn thể, quản lý và theo dõi chặt chẽ môi trường ao nuôi, thường xuyên kiểm tra màu sắc, tình trạng sức khỏe của tôm để phát hiện kịp thời các dấu hiệu bệnh đầu tiên. Bên cạnh đó, thì bà con cũng cần phải tăng cường bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, các chế phẩm vi sinh hỗ trợ vào thức ăn của tôm. Sau khi thu tôm thì cần phải dùng các thuốc diệt khuẩn để khử trùng môi trường nước, hạn chế lây nhiễm ra môi trường bên ngoài và những vụ nuôi tiếp theo. Tôm phục hồi sau bệnh nếu như có những vết sẹo ở trên vỏ chitin thì có khả năng là mất hoàn toàn sau vài lần lột xác. Hội chứng Taura do virus gây ra nên là việc phòng bệnh là biện pháp tiên quyết. Khi tôm đã phát hiện bệnh thì tất cả các biện pháp kiểm soát chỉ mang tính chất hạn chế thiệt hại. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi.